chương 22. Hỡi các anh, các cha, hãy nghe điều tôi đương nói để binh vực mình. Khi chúng nghe người nói tiếng Hebrew thì càng chăm chỉ bội phần. Người bèn nói rằng, tôi là người Juda, sanh tại thành Tạc Sơ, trong xứ Silici, nhưng nuôi tại đây, trong thành này, học nơi chơn Gamaliel, đúng theo trong luật pháp của tổ phụ chúng ta. Vốn tôi đầy lòng sốt sắng vì Đức Chúa Trời, cũng như các ngươi hôm nay vậy. Tôi từng bắt bớ phe này cho đến chết, bất kỳ đàn ông, đàn bà đều xiềng lại bỏ tù. Về điều đó, thầy cả thương phẩm cùng cả hội đồng trưởng lão đều làm chứng cho tôi. Vì bởi những người đó mà tôi nhận được các thơ gửi cho anh em thành Đa-mách, là nơi toan đi đặng bắt trói những người ở đó, dẫn về thành Jerusalem để xử phạt. Vả lúc tôi đương đi đường gần đến thành Đa-mách, độ ban trưa, thình lình có ánh sáng lớn từ trên trời giáng xuống, soi sáng chung quanh mình tôi. Tôi té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng tôi rằng, hỡi Sao-lơ, làm sao ngươi bắt bớ ta? Tôi trả lời rằng, lạy Chúa là ai? Ngài phán, ta là Giê-xu ở Nazareth mà ngươi đương bắt bớ đây. Những kẻ đi với tôi thấy ánh sáng rõ ràng, nhưng chẳng nghe tiếng của đấng phán cùng tôi. Tôi bèn thưa, lạy Chúa, tôi phải làm chi? Chúa đáp rằng, hãy chờ dậy, đi đến thành Đa-mách, ở đó người ta sẽ nói mọi điều đã truyền cho ngươi làm. Bởi cớ sự chói lói của ánh sáng đó thì tôi chẳng thấy được, nên những kẻ cùng đi nắm tay dắt tôi đến thành Đa-mách. Tên Anania kia là người nhân đức theo luật pháp, được các người Giu-đa trú tại Đa-mách đều làm chứng tốt, có tìm đến tôi. Người đứng trước mặt tôi mà nói rằng, hỡi Sao-lơ, anh tôi, hãy sáng mắt lại. Liền một lúc tôi được sáng mắt và xem thấy Anania. Đoạn người nói với tôi rằng, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh được biết ý muốn Chúa, được thấy đấng công bình và nghe lời nói từ miệng Ngài, vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người về những việc anh đã thấy và nghe. Bây giờ anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu pháp báp tem và làm sạch tội lỗi mình đi. Đến lúc trở về thành Jerusalem, tôi đương cầu nguyện trong đền thờ thì bị ngất trí. Thấy Đức Chúa Giê-xu phán cùng tôi rằng, hãy vội vàng, lập tức ra khỏi thành Jerusalem, vì họ sẽ chẳng nhận lời ngươi làm chứng về ta đâu. Tôi thưa rằng, lạy Chúa, chính họ biết tôi từng bỏ tù những người tin Chúa và đánh đòn trong các nhà hội nữa. Lại khi Ê-tiên là kẻ làm chứng cho Chúa bị đổ máu, tôi ở đó đành lòng và giữ áo sống cho những kẻ giết người. Chúa bèn phán cùng tôi rằng, hãy đi, vì ta toan sai ngươi đi đến cùng dân ngoại ở nơi xa. Chúng chịu nghe người nói đến đó, xong đến câu ấy thì vùng kêu lên rằng, hãy cất người dường ấy khỏi thế gian, nó chẳng đáng sống đâu. Chúng kêu la, cổi áo, hất bụi bay lên giữa khoảng không. Quản cơ bèn truyền điệu người vào trong đồn, dùng roi mà tra người để biết việc cớ gì chúng kêu la nghịch cùng người. Họ đang căng người ra để đánh đòn thì Phao-lô nói cùng thầy đội đương đứng đó rằng, ngươi được phép đánh đòn một người quốc dân Roma, mặc dầu người đó chưa thành án hay sao? Vừa nghe mấy lời đó, thầy đội đi thưa cùng quản cơ rằng, ông toan làm chi? Vì người này là quốc dân Roma. Quản cơ đến hỏi Phao-lô rằng, hãy nói cho ta biết ngươi có phải là quốc dân Roma chăng? Người trả lời rằng, phải. Quản cơ lại nói, ta đã mua được quyền lợi quốc dân đó cao giá lắm. Phao-lô nói, còn phần tôi thì có quyền lợi đó từ lúc mới sinh ra rồi. Tức thì những kẻ tra khảo người đều tránh xa ra. Và khi quản cơ biết người nói mình đã biểu trói lại đó là quốc dân Roma thì sợ hãi. Hôm sau, quản cơ muốn biết cho đúng việc cớ nào Phao-lô bị người Giu-đa cáo, bèn sai mở trói, truyền cho các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận nhóm lại, rồi dẫn Phao-lô ra bắt đứng trước mặt họ.